Chính chủ cần bán nhà xây mới phân lô tại Yên Nghĩa, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà được xây theo thiết kế rất là hiện đại, bao gồm 4 tầng, có ban công hướng ra ngoài. Đã hoàn thiện 100% và mọi người có thể chuyển đồ về ở luôn. Nhà có diện tích là 37m, có hướng chính là hướng Đông Nam. Đây, tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây thì mọi người có thể thấy là toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà được ốp lát bằng gạch đá granite rất là bền đẹp và chắc chắn. Sẽ có hai cửa ở phía chính, một cửa chính và một cửa sổ. Cửa chính được sử dụng là cửa sắt sơn tĩnh điện và cửa sổ là cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong ngôi nhà cho mọi người có thể thấy và biết rõ. Đây là tôi đang đứng ở phía trong tầng 1. Tầng 1 của chúng ta là sẽ được phân chia thành 3 phòng. Phía bên trong đây là phòng bếp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là được sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt đá ốp bếp là sử dụng là đá granite hoa cương. Chậu và vòi rửa là sử dụng là bằng chậu inox 304 nhập khẩu Hàn Quốc. Đây, chúng ta đang thấy là ở phía trong tầng 1 đây. Đấy, diện tích rất là thoáng. Và đối với căn nhà này là chúng tôi sẽ có thêm một cái ô giật cấp ở đây để làm chỗ để xe. Đấy, khi là mọi người cho xe vào nhà thì rất là tiện. Toàn bộ hệ thống trần của chúng tôi là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn LED. Và ngôi nhà thì rất là sáng và sang trọng. Tầng 1 của chúng ta sẽ có thêm một khu vệ sinh phụ. Đấy, toàn bộ thiết bị vệ sinh là sử dụng là của Inac. Và chúng ta sẽ có thêm một cái máy bơm nước tổng để bơm nước lên bồn sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Sau đây tôi sẽ giới thiệu ở phía trên tầng 2 cho mọi người có thể biết rõ hơn. Đấy, thì tôi đang đứng ở hướng đi lên cầu thang của tầng 2 đây. Toàn bộ hệ thống tay vịn và lan can cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là sử dụng là đá granite hoa cương cao cấp. Đây là phía trên tầng 2 của ngôi nhà. Ngôi nhà sẽ được thiết kế là tầng 2 sẽ bao gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đấy, chúng ta có thể thấy rất rõ là có cửa nhôm kính đây để lấy ánh sáng và lấy không khí. Và sẽ có thêm là một cái hệ thống sắt hộp sơn tĩnh điện này để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Trần của chúng ta là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn LED. Gạch ốp lát là sử dụng là gạch ốp lát granite cao cấp. Hệ thống cửa thông phòng sẽ được sử dụng là cửa bằng gỗ, gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Tiếp theo là mời mọi người tham quan phòng ngủ ở phía bên trong. Đây, phòng ngủ ở phía bên trong là cũng sử dụng là gạch lát nền bằng gạch granite và cũng sử dụng là hệ thống trần thạch cao kết hợp đèn LED. Phòng ngủ trong chúng ta sẽ có hai cửa, một cửa sổ mở hướng ra phía cầu thang để lấy ánh sáng và không khí, và một cửa sổ chính, cửa thông phòng là sẽ sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Tầng 2 sẽ có một nhà vệ sinh. Đây, chúng ta có thể thấy là nhà vệ sinh là rất là rộng rãi và thoáng. Sử dụng là gạch ốp lát kích thước là 30-60, hàng loại 1. Toàn bộ hệ thống bệt và lavabo là sẽ sử dụng là của hãng Inac và sen vòi là nhập khẩu Hàn Quốc. Cửa của nhà vệ sinh là sẽ là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp. Sau đây tôi xin mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thì thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Đây là nhà vệ sinh. Và đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Tất cả các phòng đều được bố trí thiết kế rất là hợp lý, đầy đủ ánh sáng và không khí, đảm bảo cho chúng ta ở trong ngôi nhà là sẽ cảm giác rất là thoải mái. Tiếp theo đây là tôi sẽ mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4.
Tầng 4 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ, một phòng ngủ. Đây ở phía ngoài này là chúng ta sẽ có một phòng ngủ, thiết kế giống như phòng ngủ ở phía bên ngoài của tầng 2 và tầng 3. Đây là phòng thờ. Và ngoài đây là sân phơi. Đây, sân phơi rất là thoáng. Sau này chúng tôi sẽ lợp toàn bộ mái tôn cho chúng ta để kín đáo và tăng cái độ an ninh của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống nước để cấp cho máy giặt và đường xả nước là đều đã được chúng tôi là thiết kế rất là hợp lý và đầy đủ. Tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là căn nhà có diện tích là 37m, được xây mới 4 tầng, đã hoàn thiện 100%, đầy đủ toàn bộ tất cả nội thất cơ bản, chúng ta có thể dọn đồ về ở luôn. Ở Yên Nghĩa, Hà Đông, thành phố Hà Nội, có hướng chính là hướng Đông Nam, được thiết kế là có 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 3 nhà vệ sinh. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc xem nhà, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc số Vina 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều nhà và bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.